Trong đó dòng kính râm Santos mang màu vàng cổ điển hoặc bạch kim với điểm đặc trưng là phần đinh tán nổi bật và cầu kính bọc da, có thể dễ dàng tháo ra khi không cần đến. Sản phẩm này mang hơi hướng cổ điển và mạnh mẽ, phù hợp với phái mạnh. Trong khi đó, dòng Panther lấy cảm hứng từ quý bà báo đen Jean Tucson với thiết kế bí ẩn đầy mê hoặc, sẽ hướng tới quý khán giả nữ yêu thích sự táo bạo sang trọng. Nếu dòng Trinity vẫn duy trì điểm đặc trưng là họa tiết nhẫn Trinity lồng ghép ở gọng kính, thì dòng Signature C lại nổi bật với phần bản lề chữ C. Riêng dòng sản phẩm Precious được làm từ vàng trắng, vàng hồng và vàng 18K sẽ có giá khá cao so với những thiết kế khác. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập xuân hè 2019 của Cartier có giá dao động từ khoảng 11 đến 57 triệu đồng. Quý vị có thể truy cập vào trang web của Cartier hoặc đến các cửa hàng chính thức tại Việt Nam để tham khảo thêm nhiều thiết kế khác.